Tưng ơi, mẹ lo ngoại lo Tưng ơi. Bên nội con ai cũng lo hết. Con quay về đi mẹ. Con quay về đi Tưng ơi. Con có gì thì con nói với mẹ. Con mở máy lên đi Tưng ơi. Con liên lạc về cho mẹ. Dạ em mẹ đâu... chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tìm kiếm người thân. Dạ kính thưa cô chú anh chị và các bạn, trước mặt cô chú anh chị đây là hình ảnh của một người mẹ và một người dì lặn lội từ một tỉnh rất là xa, quê ở Cà Mau, miền Tây sông nước, để về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đi tìm con. Và câu chuyện như thế nào thì em xin mời tất cả quý cô chú anh chị hãy cùng lắng nghe và theo dõi hết video này. Dạ em xin phép xin mời. Dạ rồi em xin phép chào hai chị gái nhé. Chào hai... đội hiệp sĩ Thanh Hải. Dạ. Hai chị gái có thể giới thiệu hai chị gái tên là gì? Tôi là mẹ của mẹ Trương. Chị Trương tên Cẩm Loan. Chị tên Trương Cẩm Loan. Ờ đúng rồi. Còn chị? Trương Bé Ni là dì thứ sáu của cháu mắt. Hai chị là từ Cà Mau về đây luôn đúng không ạ? Dạ đúng. Chị đi hồi nào? Đi hồi 9 giờ hôm. 9 giờ hôm qua mấy giờ mới tới? Tới đây hồi 4 tới đây hồi 4 giờ sáng. Sáng. Từ chỗ chị lên tới Bình Dương là khoảng bao nhiêu cây số chị biết không? Gần 400 tới tính từ nhà đi là gần 400 cây. Gần 400 cây. Một quãng đường rất xa xôi. Dạ đúng. Tới giờ phút này thì chắc chắn rằng là hai chị rất là mệt rồi đúng không ạ? Dạ đúng. Sáng nay hai chị đã ăn sáng chưa? Dạ chưa, chị uống được một tí cà phê thôi chứ. Mình không có tinh thần để ăn đúng không ạ? Dạ đúng. Nhưng mà mình cũng phải cố gắng mình ăn uống để có sức để đi tìm con nha. Dạ đúng. Chị có thể chia sẻ câu chuyện của con trai nhà mình bỏ đi như thế nào? Em xin phép mời chị. Con trai học xong lớp 12 muốn kêu mà đi xin việc làm ở Cần Thơ, ở Nha Khoa Cần Thơ, nhờ dì Sáu nó xin Nha Khoa ở Cần Thơ, cũng kêu cháu nó đi học đi. Mà cháu nói thôi mẹ, tính tiền nuôi con học đi học tới 4 năm lận, tính tiền nhiều lắm mẹ ơi, mẹ cho con đi làm đi, con kiếm tiền phụ với mẹ. Rồi đi, rồi mới nhờ dì Sáu nó xin lên Cần Thơ để làm bên Nha Khoa. Con trai mình tên là gì chị? Than Công Nghiêm, sinh năm 2004. Than Công Nghiêm. Đúng. 2004 là năm nay 19 tuổi. Đúng, 19 tuổi. Dì Sáu là ai? Dì Sáu là Trương Bé Ni, làm việc tại Cần Thơ. À, là chị hả? Em nấu ăn cho bác sĩ, tiến sĩ Nha Khoa Sài Gòn, bác sĩ Lâm á. Rồi thấy công việc đó cũng ổn định, có chút tương lai. Chứ học ra thấy bé thì cũng muốn đi làm, có nguyện vọng muốn đi làm. Mà thấy nhiều sợ nhiều chỗ làm khác không phù hợp đó, mới giới thiệu cho bé thôi đi. Con học ở đây vừa sức với lại là nó cũng ổn định về sau. Đó, con còn trẻ cũng học lên cũng được luôn, có tương lai vậy đó. Bởi vì mới vẽ đường cho cháu lên đi làm. Đó, rồi mẹ cũng đồng ý, cháu cũng thích lắm. Đó, cái lên cũng nôn nao đi làm. Đi làm cũng được lắm. Bé đi làm là rất là năng nổ. Vô chỗ mấy bác sĩ ai cũng khen hết trơn á, làm trợ thủ nha khoa tiếp. Cũng sáng dạ nữa, rồi cho học này kia. Nói chung là cũng nhanh hơn các bạn, nhằm các bạn 3 tháng rồi chưa chắc bằng bé nữa. Thấy đang làm ổn định, tự nhiên mới lãnh lương. Mới lãnh lương tháng đầu tiên. Là cái nhóm bạn học chung thời phổ thông á, lên ngủ đi chơi. Gồm có 4 đứa. Đó, 4 đứa lên chạy xem ra từ Trà Vinh qua Cần Thơ là trước cổng nha khoa luôn, ngủ đi chơi. Đêm đó là đi chơi xong không biết nó đi đâu, qua ngày hôm sau mới về. Là về sáng vẫn đi làm bình thường. Đó là tháng đầu tiên. Cái tháng sau khoảng 12 ngày tháng sau. Lọt qua tháng sau đó. Cái cũng xin đi chơi tại một tháng được nghỉ phép 2 ngày. Đó thì cũng hợp lệ thôi, mình cho cháu mình lâu lâu đi xả chết cũng lớn rồi. Cũng không có gò bó gì lắm, nhưng mình cũng hay khuyên là con ơi chơi chơi, nhưng mà con có nhắm cái tương lai của mình. Chơi thì mình cũng là làm về nhà mình gán tranh thủ đúng thời gian để mình về mình làm, để không thôi có niềm tin cho mấy bác còn mà giúp đỡ con ấy nữa, chứ thấy con hơi ham chơi lo ga là người ta không có tin cậy cho lắm. Mình khuyên vậy tại mình người đi trước ở trong trọng. Cái bữa sau ấy, nó đi rồi cái hết ngày phép, cái không thấy nó về.
mấy người hỏi ủa sao bữa nay bé không đi làm, dạ. Mới điện lại là bé còn trả lời, nói con nghe lời theo bạn con đi Sài Gòn chắc con học rồi. Tự nhiên đang ham đi làm cái bé nói là ôi học, trời ơi trời, nói thiệt tôi lúc đó hả tôi muốn xỉu luôn vậy đó, nghe một cái hả hai ngày không ngủ được rồi giấu mẹ nó luôn, đâu dám nói. Bây giờ tự nhiên mình nuôi cháu mình cho đi làm, bây giờ cháu mình á trốn đi mà đi nghe lời bạn đi học, mà ban đầu là nó nói quả quyết. Em lúc nó hết lớp 12 nó nói con cho con một tháng về nhà suy nghĩ, bà nhớ không? Nói con về nhà con suy nghĩ tiếp tục học hay đi làm, Sáu không ép mà Sáu cũng không dẫn dụ con đi làm nữa. Tại cái này là đường tương lai của con, dạ. Con phải quyết định. Cái nói là chứ Sáu không dẫn dắt gì hết, nhưng mà Sáu chỉ nói cái này là công việc nó tốt tốt vậy đó. Đó, cũng phù hợp, nhiều đứa cũng là mới ra trường 18 tuổi nhóc chứ chưa trẻ hơn nó nữa là bắt đầu làm, bây giờ là 4-5 năm rồi đó, là có thâm niên này kia rồi bác cho đi học lên y sĩ này kia, rất là có tương lai, được chia phần trăm tiền gì nữa đó, cũng đâu có thua mấy bạn mà học đại học này kia đâu. Học đại học chưa chắc ra làm có việc làm thiệt, theo bây giờ là nó cạnh tranh dữ lắm, bởi vì mình đi trước cả chục năm, em cũng học đại học thiệt luôn nè đó, đã rồi bây giờ có gia đình con cái bây giờ phải đi làm đó, thành ra nói bây giờ cái gì cũng không bằng cái giống cơ hội mình gõ cửa nó nhẹ, quan trọng mình chấp nhận làm công việc gì mà cho tốt mình sẽ có tương lai đó. Cái bây giờ giống như ban đầu ham làm cái nghe lời bạn đi học này kia gì đó, lên ban đầu nói học nhưng mà đã rồi em thấy là lên là không có đăng ký trong trường đó, cũng có giấy báo trong trường về đàng hoàng luôn. Mà có giấy báo trong trường là giấy báo giống như là ta trúng tuyển vậy thôi, nhưng mà mình muốn học là mình phải là đóng tiền vô đó, nhưng mà hồ sơ là bé không có lưu trong trường, tại vì bé không đủ hồ sơ, nó là không đủ hồ sơ, cuối cùng là nó không đi học, nó nói đi làm. Ban đầu là nó nói đi làm thêm ở siêu thị, rồi sau rồi tự nhiên cái sau này cả tháng nó đòi xin laptop, đòi xin tiền đóng học phí. Mình dò là mình thấy là nó bé là không có vô học mà sao lại xin tiền học phí rồi mượn laptop để học nữa. Nói ra là nhắn từ từ là mới nhắn lại với mẹ là nó làm gì đa cấp gì? Đa cấp mà con đang thử việc ngân làm hàng. Đa cấp đó á mẹ ơi, ơi nghe rồi. Nói là muốn chết luôn. Rồi bây giờ này, bây giờ em hỏi chị này là mẹ có bé này, con trai nhà mình lúc ở quê là ở Cà Mau đúng lúc đó là học xong 12 rồi đúng rồi cho về nhà. Và sau đó về nhà có làm được cái gì ở nhà không? Có, giỏi lắm. Làm công việc gì? Làm công việc giống như nhà em thì làm tâm làm lặt vặt ở nhà, buôn bán tạp hóa rồi buôn bán đồ tươi đồ gì đó. Ở nhà phụ mẹ cơm nước nhà cửa, em rất là ngoan, rất là giỏi. Chúng rất là bình thường, những bình thường chứ. Ai cũng cưng, ai cũng thương lắm. Và sau đó thì nghe chị đây là dì Sáu. Đúng rồi. Là chỉ cho giới thiệu cho là tới Cần Thơ. Chị hiện tại thì đang công tác làm việc tại Cần Thơ. Sau đó thì chị mẹ là quyết định cho con trai là lên chỗ dì. Dì Sáu là chị cho em hỏi là cháu của dì là lên đấy được lâu không? Cụ thể được bao nhiêu ngày tháng? Một tháng rưỡi. Tháng rưỡi. Lên đấy thì bé có chịu khó chăm ngoan làm việc không? Rất là chịu khó làm công việc, là nói chung là chấp nhận, bé hài lòng đi làm. Nó chấp nhận đi làm, bé không chịu làm chứ ban đầu mà nếu áp lực là tháng đầu bé là không nổi. Như thường đứa nào một tuần lễ đầu bác cho thử việc nha, nếu không được không phù hợp với công việc là tự động là nó cũng nản thôi. Nhưng mà ở này bé về nhà bé rất là chịu khó mà hỏi mấy mà anh chị đi trước rồi bài học này kia về rất là chịu. Thế học là luôn chịu khó học hỏi đi. Chịu khó lắm mà làm được việc. Trong quá trình ở một tháng rưỡi nhà chị thì gia đình nhà mình có la dày gì em trai này không? Không, tại suy nghĩ còn chăm sóc hơn hai đứa con nữa. Tại vì sáng cho nó ăn uống cũng như em có hai đứa con nhỏ, thì sáng hai bé đi học thì ăn đồ ăn thì nó đi làm sớm, rồi thành ra là làm đồ ăn cho nó ăn trước, rồi mới tới hai đứa con ấy là coi như là có ba đứa con luôn vậy đó. Đó, rồi cho nó đi làm lắm. Tại vì em hỏi cái điều hơi tế nhị xíu. Hôm nay ông xã của chị đâu sao không về đây? Dạ ông xã của cha của bé thằng Hồng Nhìn này đã chết rồi. Em dán tầng tảo để mà nuôi hai đứa con. Em xin lỗi nhắc lại nỗi buồn của chị nha. Cha sao là chỉ cho nhiều mà thôi, mà rất là yêu thương bé, rất là lo cho bé. Nếu còn học thì học đi, cha cũng vẫn lo bệnh hoạn các thứ. Cha tâm này cũng lo, như điều kiện đi lên đây là cũng bên đây cũng lo hết hoàn toàn cho này đang đi. Ủa là cái anh đang ngồi trên đấy là ai? Là cha dượng của bé này nè, cha chết là chồng sau của chị. Đúng rồi.
cha chết này có mới nó có 9 tuổi à, gắn mà tính cho nó học tới lớp 9 rồi, mày khả năng cái nói năng nỉ mẹ ơi, mẹ lo cho con tới lớp 12 đi, con học nữa kiếm tiền con lo cho mẹ, mẹ cực khổ. Nhưng mình đông con chị. Dạ hai đứa nó lớn thằng Công Giang, đứa nhỏ thằng Công Nghiêm, nó lớn 23 tuổi rồi. Dạ và con út hiện tại là đang bỏ đi. Dạ đúng rồi. À, chị Sáu cho em hỏi này, dì Sáu này, là cái ngày đi ấy, là ở trong cái cơ sở làm thì bé có một cái áp lực gì không? Cái ngày đi hả? Trước cái ngày đi mấy ngày á? Nói chung trong công việc thì lúc nào thấy khách đông mà là cũng như làm thì hơi mệt, tại vì đứng cầm đồ tại làm găng nó hơi kéo dài thời gian á, thì đứng nó hơi mỏi mệt. Nói chung là, nhưng mà bé theo mình nghĩ bé làm được một tháng rưỡi rồi, công việc nó có ai la gầy gì không, bác sĩ có ai la gầy gì không? Bác sĩ hả? Bác sĩ thì không la gầy, giống như công việc nhầm khi lấy lộn đồ chỉ thôi rồi lấy lại đó thì cũng nhắc nhở theo vậy thôi. Bản thân em nghĩ thì làm răng mà cái công việc trong phòng lạnh, đúng rồi, cảm cái đấy không có gì gọi là mệt nhọc hết. Nhiều bạn người bè, rất nhiều bạn trẻ tuổi đời còn rất trẻ, thậm chí các em nhỏ mới 5-6 tuổi, 6-7 tuổi còn phải đi cả ngày ngoài trời dài, nắng dầm mưa đi bán vé số. Thì đó. Nên công việc đấy thì em là người đơn rất giản, lịch sự mà nó không có gì mà được, cực khổ hết á. Vậy là khi đi đấy thì như chị chia sẻ là có mấy người bạn? 4 người bạn. Bạn đấy là quê ở đâu? Tại vì bé từ lớp 9 là mẹ cho lên học, chứ cái gì thứ 8 là em của em nữa là ở Trà Vinh, đặng bởi cho điều kiện gần trường. Em đang thắc mắc tại sao quê ở Cà Mau mà lại có bạn ở Trà Vinh học phổ thông thì em hơi thắc mắc. Để chuyển lên cái trường đó là học làm sao nó giảm học phí, vùng sâu vùng xa nữa. Giảm học phí. Mà trường mới nữa, giống như được nhà nước hỗ trợ. Đó, rất mà là tốt luôn. Nên học giờ ít. Vậy là bốn bạn đó, bạn trai hay bạn gái? Một trai với hai đứa gái. Bốn bạn cơ mà. Bốn hay ba? Thì là nói là bốn đó. À. Ba người. Vậy là đi chơi một hôm, xong sau về là hôm sau nữa là đi. Dạ. Khi đi thì cháu của mình có đem theo quần áo phương tiện gì không? Không có đem theo, giống như là đang đi chơi rồi là nghe là đi luôn đó. Đi chơi là đi luôn. Xong nói lên Sài Gòn bạn bè con học nhiều quá, giờ con suy nghĩ rồi con lên chảnh coi, chắc con học quá, con học hàng hải, ngành hàng hải 2 mà bên cái ngành logistics là bên xuất nhập khẩu, tức là sau này có tương lai. Đó, tức là gọi điện về nói chuyện với chị ha. Thấy nó nói chung chung mà mâu thuẫn mới đây á, là con chừng nữa con có thời gian con học y rồi lên từ từ hay 6 tự nhiên cái mới chưa đầy 3-4 ngày cái nghe lời bạn đi lên chảnh học. Còn mình thấy rất là mâu thuẫn. Còn cái vụ đa cấp là sao? Chị vừa chia sẻ nhắn tin về nhắn tin tới ngày mà nó đi rồi tới gì nó gửi đầu ngày cuối cùng đó là không có liên lạc được, nó là nhắn trên khuây nhờ như lúc là đăng lên mạng xã hội á, đăng lên mạng xã hội á là nó phá hết trơn, mà trong vòng đi thì trong vòng khoảng 20 ngày đầu á thì còn liên lạc được, còn nó gửi đồ nữa cho bé gì còn gửi đồ này kia, nó xin nha, nó xin này xin kia luôn, còn gửi đồ bình thường. Thế sau khoảng 20 ngày là nó phá hoàn toàn hết. Lúc mà xin tiền em đóng học phí xong rồi nói con đang làm siêu thị rồi chừng nửa cuối tháng con gửi trả cho Sáu, xong rồi Sáu cho con mượn cái laptop, cái đầu mẹ nó nhắn lên suy nghĩ là không có cho, nếu mà chấp nhận đi làm với Sáu thì mẹ cho con đi làm, mà tự nhiên đi làm đi học ở Sài Gòn ai quản con, cho nên là mẹ nói là ôi con bỏ cuộc đi, đừng có học Sài Gòn gì đó, rồi bắt đầu mới nghe lời viên vậy đó. Cái mình nghe mẹ nhắn tính đóng tiền học cho nó rồi đó, tính chuyển lên cho nó đóng tiền học trên trường Hoàng Hàng Hải rồi đó, mà nghe mẹ nó nói vậy thôi, nếu mình đóng tiền cho bé chẳng khác nào mình là hùa theo nó, nghe lời theo nó, mình trái với ý mẹ. Mỗi lần xin tiền là xin bao nhiêu ạ? Khoảng 2,5 triệu để đóng tiền học phí đó, tại vì nó nói là được giảm phân nửa vì học kỳ đầu á, rồi xong Sáu nói Sáu cho con mượn luôn cái laptop để con học. Nó ủa con mới lên lấy laptop làm gì? Đó, nói, học là có nói cụ thể là ngành nghề gì không? Ngành logistics, giống như là kiểm tra xuất nhập khẩu hàng hóa vậy đó. Là cái trường nó dạy luôn đó, liên thông nó dạy. Theo như bản thân của hai chị tới giờ phút này đang nghi ngờ con mình sẽ gặp điều gì? Dạ, bạn bè dụ dỗ đi chứ, tại vì liên hệ nhà trường rồi, người có bạn nó học trong cái ngành đó đó là không. Gặp tới ngay nhà trường tao nói chỉ có lại đó đăng ký, tới giờ tao không liên lạc bé không được, bé cũng không lợi lần nào hết, chỉ đăng ký thôi mà xin tiền mà giặt, thật sự là không có đi học.
gia đình mấy suy nghĩ lại rồi trong nhiều ngày tự nhiên cắt điện thoại là không còn giống như liên lạc gì nó hết. Kêu em chuyển tiền lên nắm tiền học rồi em mới khuyên á, con ơi con suy nghĩ lại đi. Sáu cũng nghe thấy mẹ con khổ lắm. Tại vì mẹ con không hài lòng việc đi học xa mà con không hỏi ý kiến ai hết, cái này là quá bất ngờ với Sáu, sốc luôn. Sáu lúc đó là em cũng gửi đồ ăn lên cho nó, tại thấy là cháu mình như không đi Sài Gòn rồi thì mình chỉ biết là bây giờ chỉ giúp đỡ nó thôi, chứ không lẽ bây giờ mới lên lạ nước lạ cái thì nó khổ đó. Mới gửi đồ ăn quần áo, tại nó đi đó đi mình không mà nó mặc bộ đồ đi làm rồi thôi đó, là không đem theo gì hết. Mới gửi đồ đạc vật dụng lên cho nó, rồi mấy bữa sau nó mới xin tiền. Tại nó thấy giống như được cái này rồi đó, là chắc là nghe lời nó rồi. Cái lúc đóng tiền tôi cũng suy nghĩ, giống như tôi linh tính tôi mới hỏi bà nó vậy, rồi mới khai thiệt. Ban đầu là giấu mẹ, đâu dám nói là nó đi trốn đi rồi. Hai gì cháu giấu, trời ơi. Giấu lâu không? Cháu đi được là giấu lâu không? Giấu mẹ nó cũng cả tuần lễ. Trời ơi, điện không được, điện cho thằng con trai cũng không điện, mà điện cho gì nó cũng không được. Cứ sự việc này gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Dạ có, báo công an xã Nguyễn Quân và nhỏ em báo ở chỗ hiện tại nó đi đó, ở Cần Thơ đó. Ban đầu tính đâu nó nghe lời bạn đi thôi, rồi tính nhờ mấy người mà làm chung nè, mấy chị em chung á, điện cho nó kêu nó quay về làm bình thường đi, rồi nhằm khi đi chơi quen bạn ham chơi thôi, cho con suy nghĩ lại đi, rồi quay về bác Lâm dẫn cho con làm bình thường thôi, lỡ rồi không có gì hết trơn á, nhìn thì trừ lương từng thôi không có gì, là ai cũng muốn nó quay về hết trơn mà nó quyết định là nó ở chở luôn. Bao lâu rồi mình không liên lạc được cho con? Hơn một tháng rồi. Hơn một tháng là bây giờ là gọi là như thế nào, chặn luôn ạ? Chặn luôn. Các thứ trên hay mấy đầu còn nhắn tin được, mà không biết phải tin nhắn của cháu không, cứ lập luận. Nó trả lời một tiếng thôi, dạ. Một tiếng dạ, hoặc là con mè, hoặc là gì đó. Giống như là trả lời cho có là bé còn tồn tại vậy đó. Mà theo nghĩ là tánh của bé là không có dám mà trả lời như vậy. Tại vì nó rất là ngoan, sao mà thật trả lời sự, cái tiếng thì đây mà là một câu vậy? Chuyện rất buồn và rất là làm tiếc. Trong thời gian vừa qua thì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hà Bình Dương đã thông tin truyền tải rất nhiều video về vấn đề các con, các em thanh thiếu niên bỏ nhà đi rất nhiều. Và cái lý do thì cũng muôn vàn lý do. Và cái điều sợ nhất là hiện nay từ trước tới giờ đó, là cái trường hợp về việc nhẹ lương cao đang rất là phổ biến. Rất nhiều các thanh niên đã bị sập bẫy của những đối tượng, bởi vì các em tuổi đời còn quá nhỏ, đôi khi những em tuổi đời trưởng thành cũng như có một số cô chú anh chị tuổi đời cũng khá lớn nhưng vẫn sập bẫy, bởi vì là việc nhẹ lương cao, làm công việc tiền nhiều nên đánh vào lòng tham, đánh vào tâm lý nên rất nhiều người sập bẫy. Và cảnh giác về vấn đề mà đa cấp cũng rất nhiều, nhưng rất đáng làm tiếc thì những cái video, những cái thông tin báo chí truyền thông đấy thì các em không có xem, hầu như đôi khi các em xem nhưng các em phất lờ bỏ qua, cũng như các bậc phụ huynh, bậc làm cha làm mẹ xem nhưng mà cũng truyền tải cho con em mình, nhưng mà con em mình xem gọi là xem cho có thôi, chứ không có ghi nhận để mà cảnh giác. Thì hôm nay lại tiếp tục cái câu chuyện nhà mình, và tới giờ phút này thì chưa biết con mình hiện tại đi đâu về đâu như thế nào, đúng không? Rất lo lắng. Trên cái video này thì bản thân chị là mẹ, chị có điều nào chị muốn tâm sự nhắn nhủ với con mình trong một khoảng thời gian xa cách, chị lo lắng điều gì chị nói với con đi. Thân ơi, mẹ lo ngoại lo, thân ơi, bên nội con ai cũng lo hết, con quay về đi mẹ, con quay về đi thân ơi. Con có gì thì con nói với mẹ, con mở máy lên đi thân ơi, con liên lạc về cho mẹ. Mẹ đâu có cấm cản con học hành các thứ, mẹ khuyên con mà hãy lựa chọn cho kỹ, gắng cố gắng để mà học làm có cái việc làm. Con về đi thân ơi, con mở máy liên lạc với mẹ đi, mẹ rất là khổ, rất là nhớ con. Thật sự rất là đau lòng ha. Dì ha, dì có điều gì muốn tâm sự với lại cháu nói để cho cháu hiểu, để cháu quay về? Dì Sáu đã giúp đỡ con, cũng khuyên răn con, muốn cho cái tương lai của con là nhẹ nhàng đó. Dì người đi trước hướng dẫn con vậy mà con bây giờ không biết con đang ở đâu, bây giờ chỉ mong con về đi. Cái gì con cũng phải thương thảo trong gia đình đó,
bây giờ lỡ mà con có theo bạn bè hay gì đó thì ở nhà cũng bỏ qua hết, không có cấm cản con, chỉ cần là biết con á là còn ở đâu an toàn thôi, chứ không có ngăn cản rồi lôi kéo con về hay là bó buộc con một cái gì hết trơn á, để con cho con tự do hết. Mẹ con cũng cho con tự do hết, nhưng mà con cũng phải cái giới hạn để đừng có ảnh hưởng tương lai của mình thôi, bởi vì lo cho con cho nên mới dọn đường cho con vậy thôi. Mà bây giờ chỉ mong con á là đưa thông tin ở nhà hoặc là về nhà một lần cho ở nhà yên tâm, chứ đừng có lặng thinh rồi không biết con á còn tồn tại hay bị bắt cóc hay bị gì á, làm cho cả nhà lo lắng, ai cũng lo lắng hết trơn đó. Ừ, bây giờ không biết sao nữa, Sáu cũng trách nhiệm lo cho con, giờ cái hậu không thấy rồi không biết kiếm sao. Giờ tới đây cũng nhờ đội hiệp sĩ Thanh Hải để giúp cho tìm cháu về, cháu thằng Công Nghiêm vô cùng biết ơn đội hiệp sĩ Thanh Hải. Khi mà hai chị về đây thì anh em sẽ giúp hoàn toàn miễn phí. Tất cả mọi người về đây anh em đều giúp hoàn toàn miễn phí hết nha. Cảm ơn. Hy vọng rằng em trai xem được video này thấy mẹ của em cũng như là dì của em lặn lội từ một quãng đường rất là xa, 400 cây số, thật sự một quãng đường rất là xa xôi để về Bình Dương. Nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải đi tìm em, thì hy vọng em đang ở đâu đó thì em phải nhanh chóng trực tiếp em liên lạc về với gia đình. Nếu trường hợp bây giờ mà em chưa về được thì em phải báo tin về để cho gia đình yên tâm. Em thấy mẹ không? Mẹ lên đây mẹ khóc không? Mẹ đi từ đêm ngày hôm qua tới giờ mẹ chưa ăn uống gì. Mấy tháng nay là ăn ngủ không được, tối nằm ngủ một cái giống như ám ảnh vậy đó. Cái ngày giấu mẹ nó từng lễ là mấy ngày đó là tôi thiệt muốn chết đi, là mình á gắt là lý trí luôn á, cái gì mình cũng là suy nghĩ đắn đo dữ lắm, đủ đường ấy coi thằng này nó làm sao nhưng mà không thể nào quyết đoán nó được hết trơn. Hy vọng rằng là em hãy em lớn rồi mà, mẹ cực khổ mẹ nuôi. Thật sự thì cuộc đời của mẹ thì rất là khổ, rất là vất vả. Ba thì không may thì ba cũng vì số phận, phần số của ba tới đấy thì ba cũng mất rồi. Mẹ vẫn nuôi cho em ăn học tới nơi tới chốn. Thì em lớn rồi nha, em về đi, em đừng làm mẹ buồn nữa nha. Nếu trường hợp em chưa về được thì em báo tin với mẹ, báo tin với dì, báo tin với gia đình để gia đình yên tâm. Còn bây giờ em cứ bịt tâm, bịt tích như thế này, em không hồi âm, không nói, không năng, không gọi điện. Thì thật sự thì em làm gia đình rất buồn, rất lo lắng. Mẹ bỏ ăn, bỏ uống, gì thì rất là lo. Nha, em nha, em ở đâu thì em hãy sớm về hoặc liên lạc về với gia đình đi. Dạ thưa cô chú anh chị, thì đây thật sự là một câu chuyện rất buồn. Thật sự trong thời gian vừa qua anh em đã ghi nhận rất nhiều trường hợp các bậc làm cha làm mẹ về đây khóc rất nhiều để đi tìm con. Hy vọng rằng cái video này khi mà được đăng tải lên thì cũng là một cái thông điệp để truyền tải tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ cũng như các bậc bổn phận làm con xem để nhìn nhận thấu hiểu, biết được nhiều vấn đề hơn để mình rút ra một cái điều gì đó trong cuộc sống. Và cô chú anh chị xem video này nếu có thấy em trai trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là khuyên đưa em trai sớm quay trở về một cách an toàn nhất và nhanh nhất có thể. Dạ rồi, cái sự việc của hai chị thì anh em đã ghi nhận. Hôm nay hai chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ghi hình đăng tải thông tin của hai chị cũng như là hình ảnh của con chị lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con cũng như là gì tìm cháu, đúng không ạ? Thì hai chị có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con cũng như tìm cháu về cho gia đình mình không? Dạ đồng ý. Chị đồng ý không? Dạ đồng ý. Cuối video này em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc cho gia đình nhà mình về quê nhà thượng lộ bình an, và cái điều đặc biệt, cái điều phép màu sẽ xảy ra. Gửi là con trai nhà mình cho mấy bạn con trai nhà mình sẽ sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình nhé. Cố gắng nhá, cứ yên tâm nhá, đừng suy nghĩ gì hết. Đặc biệt là chị là mẹ ăn uống đầy đủ, có sức để mà tìm con nhá, mình không được bỏ ăn nhá. Cứ coi trên mạng xã hội không biết mà đội hiệp sĩ này ra sao cũng gầu lo, không biết lên đây có gặp được không, không biết làm sao mấy đêm rồi lên đây mà không biết làm sao, tại vì mạng không biết gì trên vụ mạng. Hôm nay chị lên tới tận nơi là chị thấy sao? Lo mà thấy an tâm suy nghĩ đủ đường hết trơn. Thấy anh em sao? Anh em nhiệt tình, người quan tâm để giúp đỡ, thấy anh em rất là
chu đáo nhiệt tình, rất là cảm ơn. Dạ rồi thì hai chị cứ cố gắng nha. Dạ. Đặc biệt chị về ăn uống nhiều vào nha. Dạ cảm ơn. Dạ thưa cô chú anh chị thì em không biết nói gì hơn, em chỉ biết gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành nhất tới tất cả cô chú anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng với lại tất cả anh em để mà giúp cái chương trình tìm kiếm người thân ngày càng tốt đẹp hơn và giúp cho gia đình được đoàn tụ nhiều hơn. Em một lần nữa em không biết nói gì hơn, em chỉ biết là chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị và em xin hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Dạ em xin phép xin chào.